thể trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch bị đánh đứt làm hai đoạn, nửa thân dưới rơi xuống, nửa thân trên bay xéo ra ngoài, xương trắng dày đặc, máu tím từng mảng lớn rơi vãi. Chư hùng như là chúng lời nguyền rùa không nhúc nhích, tất cả đều trầm mặc, thân thể giống như bị đóng băng, toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Dưới tình không diệp phàm đứng đơn độc, tay áo bay phất phới, trong lòng buông lòng, đã không có một tia sát khí, thần sắc tường hòa chấn định bình thản xem nhật nguyệt chuyển động tình hà chiếu sáng rực rỡ. Hắn tiến vào lĩnh vực thần cấm, ở vào một loại trạng thái huyền ảo kỳ diệu, cả thân thể hắn trong suốt không tì vết, thân thể, nguyên thần đều đạt tới định phong của đời người. Trong khoảnh khắc dừng chân trong lĩnh vực này, đạo thân của hắn lập tức biến mất, không tự chủ hóa thành một luồng khí xanh quay trở về chân thân, cơ thể liền lưu động tiên huy trong suốt. Đây là trạng thái mạnh nhất của một người. Trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch thét to, tràn ngập khuất nhục một trận chiến này hắn cực kỳ phận uất, có một thân chiến lực lại luôn rơi vào thể hạ phong, bị người ta áp chế toàn diện. Đây là sự kiện từ khi hắn xuất đạo đến nay chưa từng có, hắn luôn luôn quét ngang đối thủ, một đường thể như trẻ tre chưa từng có người nào có thể ngăn cản bước chân hắn. Nhưng hôm nay hắn lại là một kẻ bại trận, liên tiếp bị bại, liên tục bị thương nặng, đối với hắn mà nói là một đà kích thật lớn. Trong tinh không xuất hiện một đoàn thần hòa, toàn thân bá vương là máu tóc tai bù xù, bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển, toàn thân hừng hực thiêu đốt dùng tinh huyết thần tính tu bổ thường thể. Trong lòng hắn không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ, không muốn từ đó trầm luân, phải bằng trạng thái tốt nhất đánh ngã kẻ địch truyền đời, đánh bại thánh thể đến tử táng để tinh để rửa sạch sỉ nhục. Với trạng thái mạnh nhất của ta chiến một trận, xây dựng đạo của ta, hiện lộ thần thông của ta, thế gian duy chỉ có ta độc tôn. Bà Vương gào giống đây là chiến ý của hắn, là ý chí bất khuất của hắn. Thần lực bất diệt cuồn cuộn cuốn tới, cả thân thể hắn rực rỡ lóa mắt, chữa trị thương thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Ầm. Um. Toàn thân bá vương phát ra hào quang tím hương hực, tản phát ra một khí tức đáng sợ sông thẳng lên trời, như là một mảng tinh hà đang chuyển động, tràn ngập ra dao động thần năng cường đại nhất của hắn. Róc một tiếng, ở sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh côn bằng màu vàng, vắt ngang vòng trời. Bong sóng âm tiếng chuông khuếch tán đinh tai nhức óc ở xương chán hắn cất bước đi ra một thâm người nhỏ màu tím hóa thành một cái thần trung màu tím bằng cỡ nắm tay ngào giống một tiếng long ngâm chấn động vòng trời ở trên mái tóc rậm trên đầu hắn xuất hiện một cặp sừng rồng đáng sợ long uy tuyệt thế tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt làm cho tinh không mờ mịt đều tràn ngập áp lực những cái này tất cả đều là thần hình của hắn, ngày nay ngưng kết là một thể, tập trung lực lượng mạnh nhất vào một thân, bày ra chỗ đáng sợ của thương thiên bá huyết nhất mạch. Bá huyết nhất mạch có 9 đại thần hình, theo tu vi tăng cường mà không ngừng hiển hóa ra, như thần hình côn bằng, đạo thể đại trung, pháp thân chân long. Những tư thái thần hình này mỗi thứ không giống nhau, có là tiên thú trong truyền thuyết, có là binh khí trí cường trên thế gian, cũng có hiển hóa trực tiếp của đạo thể không ngờ bá vương đã tu thành bốn năm loại thần hình lúc này hắn lựa chọn tổ hợp mạnh nhất tập trung ưu điểm là một thể biểu hiện ra tư thái chiến đấu tăng lên tới tuyệt đỉnh mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh thường nhân khổ tu cả đời đều khó có một thần hình đây là quá trình cực kỳ gian nan rất khó đạt tới đạo quả không phải tuyệt đại thiên kiêu không thể thành công mà bá vương một người lại tu thành bốn năm loại thần hình tương lai lại có thể đạt tới 9 loại, cuối cùng luyện là một thể, thật sự là đáng sợ đến mức tận cùng. Lúc này không chỉ nói là chiến đấu, chỉ là cái loại khí tức đó đã khiến cho mọi người sinh uy kỳ. Toàn thân bá vương hào quang tím sôi sụp cuồn cuộn, như là một thần minh bùng cháy phóng ra lực lượng bất hủ. Loại dao động bá thiên tuyệt địa này khiến chư thánh đều sợ run. Theo cuối cùng mấy cây lông đuôi phượng hoàng xuất hiện ở trên người hắn, tiếng leng keng chấn thiên địa nứt toát tả tơi lồng đuôi của thần hình tiên phượng như 10 vạn thiên kiếm cùng ngân vang. Hắn tập trung vào một thân bốn năm loại thần hình có đặc điểm mạnh nhất, đạt tới cực cảnh của lĩnh vực trước mắt này, tuyệt đối có thể ở trên nhìn xuống vũ trụ mênh mông, coi rẻ các hùng chủ khác cùng cảnh giới. Thần là trí tôn trẻ tuổi của thương thiên báo huyết nhất mạch, có thể xưng hùng trên cổ lộ nhân tộc mấy chục năm mà vẫn luôn vô địch không phải không có đạo lý, loại tư thái chiến đấu này vừa ra, ai cùng tranh phong. Tuy rằng đại ma thần, nhân vương, đệ thiên, mấy người đều kiêng kỵ lẫn nhau, cũng chưa có chân chính giao phong cùng hắn, nhưng cũng có thể tưởng tượng loại tư thái chiến đấu mạnh nhất này của bá thể trước mắt gần như khó giải, khó có người địch nổi. Hôm nay, hắn bị Diệp Phàm bức tới từng bước này, đây là con bài chưa lật lớn nhất hắn chuẩn bị ở sau này, nhưng lại bị bức không thể không xuất ra trước mặt thế nhân. Sát! Bá vương giống to một tiếng, công tới phía trước, chiến khí tuyệt thế tàn sát bừa bãi tinh vực, quả nhiên là duy ngã độc tôn, khủng bố ngập trời. Ở sau lưng hắn, một đôi cánh côn bằng dương rộng, bá tuyệt hoàn vũ, dường như áp đứt đoạn ba ngàn giới. Mà ở mi tầm hắn, tiểu nhân màu tím hóa thành hình thể cái chuông không ngừng lay động, khuếch tán ra liên tiếp sóng thần niệm không có gì không giết, chuyên chém nguyên thần người ta. Mặt khác, lồng đuôi tiên phượng, sừng chân long, cũng cắt xé thiên địa, mỗi thứ đều hiển lộ thần uy, rúng động lòng người dược phàm hơi biến sắc hắn không thể không thừa nhận có đạo lý này có loại trạng thái chiến đấu mạnh nhất tuyệt đại khiếp người này có chiến lược nghịch thiên này thường thiên bá huyết nhất mạch không hổ là kẻ địch truyền đời của thánh thể mọi người đều rung động vốn tưởng rằng một trận chiến này sắp hạ xuống màn tre bá vương đánh nuốt hận sắp sửa bại vong không bao giờ có thể lật thế cờ được nữa đâu có ai nghĩ rằng ở thời điểm cuối cùng này hắn ném ra con bài chưa lật lớn nhất phản kích trong tuyệt địa mọi người đều giật mình kinh sợ, bao gồm hộ đạo giả nhân tộc cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Loại tư thái vô địch này, ai có thể cùng tranh phong, quả nhiên là vô địch. Mặc dù mới vừa rồi Diệp Phàm biểu hiện thực lực nghịch thiên cũng rất kinh người, nhưng cũng không chắc có thể thắng được. Lúc này hết thảy mọi người đều tràn ngập hồi hộp chờ mong, đều như ngừng lại hô hấp, chăm chú nhìn chiến trường không hề chớp mắt. Kết quả chiến đấu có thể sẽ phân ra thắng bại cuối cùng, sẽ công bố ngay giờ khắc này. Diệp Phàm bình tĩnh mà ung dung, đạp chân ở lĩnh vực thần cấm, vẫn chưa rời khỏi, làm cho hắn có thể bế nghệ thiên hạ, cho dù là chống lại tư thái chiến đấu mạnh nhất của bá vương. Nếu là tư thái bình thường, Diệp Phàm cần đánh nhau chết sống, nhưng sau khi bước vào lĩnh vực này đủ để hắn ngạo thị cổ lộ nhân tộc, chỉ cần không lùi ra khỏi trạng thái này, dù là thần cung cấp đến đây đều phải bị hắn trấn áp. Ôm ông ầm. Bá vương đánh tới tuyệt đại kinh người, cổ kim ít có, anh kiệt bực này xưa nay có thể thấy được mấy người chứ. Đang tiếc hắn đụng phải Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đang ở trong trạng thái quá mức huyền diệu, chỉ có trở thành đại đế mới có thể dừng chân lâu dài ở lĩnh vực này, ngày nay hắn chạm đến đặt chân ở trong đó, cùng thế hệ ai có thể đối địch. Hình thể cái chuông màu tím ở mi tâm bá vương lay động mạnh, chấn nát tinh không, đôi cánh côn bằng chém nứt toạt từng viên lại từng viên tiểu hành tinh lồng đuôi tiên phượng hoa lệ rực rỡ như mười vạn kiếm tiên bay múa, xé rách vũ trụ. Trừ thành thần phục, mà rất nhiều tu sĩ hơi yếu thì gần như phải quỳ sụp trên mặt đất thần phục. Loại tư thái vô địch này quá mức rúng động, tuyệt đối là xưa nay ít có. Ngay cả hộ đạo giả đều thần trì ý động, không ngừng gật đầu, cho rằng lúc này xem như hắn vượt qua mình, bày ra cái vốn có thể xưng tôn trên đường đế. Nhưng mà, đúng lúc này hết thảy đều biến đổi bất ngờ, làm cho biểu tình ngạc nhiên thán phục của mọi người đều ngưng động lại ở trên mặt. Bá vương như đóa hoa thần đang ở giai đoạn nở rộ sáng lạn nhất, ở giai đoạn sinh sôi nảy nở xinh đẹp nhất lại bị gây đoạn, rơi xuống, bị đánh tan thành từng phiến từng phiến cánh hoa trong suốt, ảm đạm điêu linh. Mọi người đều ngây dại, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, rồi sau đó trong lòng trống rỗng, cuối cùng bốc lên vô tận kinh hoàng. Diệp Phàm mơ ảo như tiên, không có huyết khí màu vàng vọt lên, cũng không có dao động thần lực cường đại, càng không có bí thuật dị tượng hay đạo thân các thứ, mà chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, phát nhẹ tay kích về phía trước. Bá vương bằng tư thái chiến đấu cường đại đánh tới, đạt tới hoàn mỹ, khắp vũ trụ đều cộng minh, như là đang khai thiên lập địa, chiến lực với cảnh giới của hắn lúc này mà nói, dừng được với vang dội cổ kim. Nhưng dưới một cái phất tay của Diệp Phàm kia, tức thì hắn bay tung lên, như là một con rối gỗ bị một cây thiết trụy lớn đánh trúng, toàn thân nước nẻ. Mấy đại thần hình đang tụ hợp hết thảy đều không chống lại được. Phộng Bá vương đậm máu, toàn thân đều là vết thương, bị đụng văng bắn ra ngoài tới mấy vạn trượng xa, rồi sau đó ở trên hư không ầm một tiếng nổ tung, màu tím cùng xương cốt văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Tất cả mấy đại thần hình đều tan biến, bị diệp phàm một kích làm tan giã thân thể bá vương nứt toạt ra, máu nhiễm vực ngoại. Một cái chất mắt vốn nên là huy hoàng nhất này, kết quả lại bị Diệp Phàm đánh rớt xuống địa ngục, mạnh mẽ chặt đứt vầng hào quang của hắn. Ngày khoảnh khắc bá vương sáng lạn nhất kia lập tức bị đánh nát, trở thành vẻ tươi đẹp thê lương. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không giống với dự liệu của họ. Cho dù Diệp Phàm tài năng kinh người, có thể nghịch thiên, nhưng cũng không nên cường thể chân sát như vậy mới đúng nhưng sự thật thực tàn khốc xảy ra trước mắt. Mọi người đều biết bá vương đã bị đánh bại, một trận chiến này không thể nghịch chuyển nữa rồi. Không phải hắn không đủ mạnh không đủ kinh người, tuy ở dưới cảnh giới tuyệt đối xưng được với vang dội cổ kim, thế nhưng địch thủ của hắn càng cường đại hơn. Mọi người đều cảm thấy có chút khó tin, cái gì là vô địch, Diệp Phàm lấy thân giải thích loại trạng thái này, rực rỡ loa mắt, tuyệt đại kinh thế, không thể tranh luận. Trong tinh không truyền đến một ít thanh âm, tự khóc như không khóc, tự cười như không cười, phẫn nộ, bị thương, đủ các loại cảm xúc phức tạp xen vào cùng một chỗ. Bá vương tắm trong máu của mình, trọng tố thân thể, trên mặt không biết là vết máu hay là huyết lệ. Cả đời này, hắn dũng cảm tiến tới, đánh khắp tinh không vô địch thủ, ngày nay lại ở trong này lành lấy thất bại cay đắng, quả thật khiến hắn có một loại đau đớn xé nát tim gan. Hắn đã bày ra tư thái chiến đấu mạnh nhất vốn phải vô địch dưới tinh không mới đúng, đại đế khi còn trẻ cũng không hơn gì thế này, như thế nào còn có thể bại. Hắn không cam lòng, trong lòng hắn bi thương, hắn bi phẫn, ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng gào. Ta không phục. Bá vương không chịu khuất phục trước vận mệnh, không chịu cúi đầu trước địch nhân, đó không phải là tính cách của hắn, tha rằng chết trận, cũng sẽ không cúi đầu. Giờ khắc này, hắn vận dụng lực lượng cấm kỵ ngày thường hiển hóa, muốn giết người, trước phải hiến tể chính mình, nhưng mà lại có thể sẽ từ đó hủy diệt chính mình. Ôm, ông ầm. Trong phiến tinh không xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, xuất hiện một cổ lộ nhuộm máu, ở hai bên đường là vô tận xương trắng, nối thông tới hướng một tuyệt đỉnh huy hoàng. Với thi thể hài cốt của chư hùng xây thành một tòa tế đàn, máu chảy đầm bìa, xương trắng dày đặc, bá vương dọc theo con đường như vậy đi lên tế đàn, bắt đầu hiển tế dùng báo huyết tưới trên tế đàn xương cốt. Tế chân linh ta, sống lại đạo ta. Báo vương bi ai nói nhỏ, có một loại lực lượng ma tính lẩn quẩn trong tinh không. Trước mắt phát sinh một màn hết thảy là quỷ dị như vậy, cuồng phong gào thét, quỷ khóc thần gào, vô tận thân thể hiện hóa, ở trong hư ảnh thi hài thần ma từng mảng rơi xuống. Đây là cổ pháp gì? Mọi người đều ngây dại, khó tin nhìn một màn này là pháp môn cấm kỵ của thần linh khai sáng, nhưng lại thật sự tồn tại thế gian, huyết tể thân mình, làm sống lại đạo ngã, tiến hành tử chiến. Ở chỗ sâu trong tinh không, một vị hộ đạo giả biến sắc, thần sắc khiếp sợ. Lão chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ biết thông qua trong sách cổ ghi lại mơ hồ, không nghĩ tới hôm nay bá thể thi triển ra. Trong nhân thể cùng cư ngụ có thể ngã, đạo ngã tục truyền thể ngã là ở quá khứ tụng kinh vì kiếp này còn đạo ngã là tìm hiểu lĩnh ngộ đại đạo ở tương lai cả hai đều có được thần uy khó lường bá vương biểu hiện không thể tưởng tượng không ngờ lại có thể sử dụng bộ phận chiến lực của đạo ngã sống lại thân vô địch của tương lai tham dự trong trận đại chiến ngày nay dưới tình không diệp phàm tay áo phất phới siêu trần thoát tục chân đạp trên tinh huy tinh khiết lập tức ra tay trước thần cấm là một lĩnh vực cực cảnh, thần linh mới có thể dừng chân, vượt qua gông cùng xiềng xích bắt cấm, nhân thể đạt tới tư thái mạnh nhất là một thần thoại còn tồn tại. Trong lĩnh vực này sẽ không hề bị ngăn cản, đánh xuyên qua hết thảy hạn chế, Diệp Phàm cảm nhận được bí quyết chữ dài im lặng đã lâu nay sống lại, tự hành vận chuyển. Bí quyết chữ dai có thể thi triển ra gấp 10 chiến lực, đây là một loại cường đại khó có thể nói nên lời, chỉ có đại đế cổ mới có thể thưởng thức đến từ ý nghĩa nào đó mà nói, bí quyết chữ gia người không thông suốt thần cầm khó có thể lãnh hội đến tuyệt đỉnh. ầm ừ. Lần này, Diệp Phàm vẫn như cũ chỉ là phất tay một cái, ba vương vỡ nát, máu chảy đầm đìa. Tuy rằng bí quyết chữ giả giúp hắn trọng tổ thận thể, nhưng là hắn lại thất hồn lạc phách. Hắn không thể tiếp tục liều mạng huyết chiến, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như là hóa đá, mắt nhìn lên tinh không, trên mặt ướt đẫm máu và nước mắt, hắn đã mất hết can đảm. Thần cấm là lĩnh vực cấm kỵ của thần, phá tan hết thảy gông cùng xiềng xích, khiến phàm nhân thăng hoa gần như là thần, chỉ có đại đế cổ mới có thể dừng chân lâu dài ở trong đó. Bí chữ dài vang dội cổ kim có thể tăng lên toàn phương vị tố chất của một người, bất kể là chiến lực, hay là tốc độ, hoặc là nguyên thần, thậm chí là cảm giác, phàm là về mặt có lợi đều là tăng lên gấp 10 lần, có thể nói là nghịch thiên. Bá vương bị đánh bại hoàn toàn, đây là một hồi đại bại trước nay chưa từng có biểu hiện của Diệp Phàm quá cường thế, bóp chết một tia hào quang sáng người cuối cùng trong lòng hắn. Lúc này hắn bị bao phủ trong màn sương mù, thất hồn lạc phách. Không có một chút trì hoãn, mặc dù hắn làm sống lại đạo ngã đều không được, bị mạnh mẽ gián đoạn, cuối cùng thân thể vỡ nát, đứt cân gãy xương, máu tím bay tung toái. Đại bại lần này quả thật làm cho hắn không còn nhìn thấy mảy may hy vọng, mặc dù với tư thái chiến đấu cường đại nhất của mình xuất kích, hắn đều bị người đánh bại ở thời khắc xinh đẹp và sáng lạn nhất hắn điêu tàn. Đây là một loại tranh lệch như thế nào? Bá vương bi ai, hắn biết rõ cho dù có cho hắn một lần cơ hội nữa, bắt đầu lại từ đầu thì kết quả cùng sẽ không thay đổi, vẫn như cũ sẽ bị diệp phàm cường thế mà vô tình trấn sát. Địch nhân như là một ngọn núi lớn đầy nặng trong lòng hắn, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực, trong nội tâm nói cho hắn biết, người này không thể chiến thắng. Đây là chuyện chưa từng có từ trước tới nay, trước giờ đều là hắn trở thành ác mộng của người khác, ngày nay lại có người tạo thành bóng ma trong lòng hắn. Cùng chính vì vậy hắn mất hết can đảm, toàn thân là một mảng lạnh như băng, bị đánh giết đến mất đi ý chí chiến đấu, cả người bị thương, đau xót, như là hóa đá tại đương trường. Vì sao như vậy? Môi hắn run run, miệng run dậy tự hỏi, hắn không tin chuyện này là sự thực từ xưa đến nay phàm là chuyện xưa về thiên kiêu kiệt xuất hắn đều nghe nói qua chiến lược của đại đế khi còn trẻ là một đường đi lên không có khả năng có người nào vượt qua với tư thái chiến đấu mạnh nhất của hắn mà nói bốn năm loại thần hình tập trung vào một thân hẳn là đã vô địch bởi vì khẳng định đủ để sánh vai cùng đại đế cổ khi còn trẻ kết quả vẫn là bị đánh bại Hắn thống khổ như vậy mà lại tìm không được đáp án, bá vương tin tưởng rằng trên cổ lộ này trong cung cấp không có người nào có thể một kích áp chế mấy đại thần hình của hắn. Điều này vượt qua lẽ thường. Giới tinh không lặng ngắt như tờ, chư hùng lạnh từ đầu tới chân. Sự cường đại của bá vương sớm đã lan truyền trên cổ lộ mấy chục năm nay mà nay lại thảm bại như vậy, quả thực khiến người ta nói không nên lời. Ai ai cùng đều khó mà tin được chỉ một thần hình xuất hiện đủ để dẫn phát chấn động lớn. Ngày nay có nhiều thần hình tập trung vào một thân đều đại bại. Đối thủ như vậy thiên hạ ai có thể đối địch? Lời nói của ta vẫn như cũ có hiệu lực, dùng bí thuật mua mạng đi. Trong tinh không, Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hắn tắm trong hào quang sáng từ, cả người siêu nhiên xuất trần, như trích tiên dáng thế. Bá Vương giống như bi, ai giống như cười giống như khóc, trong lòng khó chịu. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy cường thế như hắn chưa từng có từ trước đến nay đánh đâu tháng đó không gì cản nổi lại trở thành kẻ yếu trong mắt người khác bị ở trên nhìn xuống và bức bách người giết ta đi tuyệt đối sẽ không giao cho người cửu bí cùng thái âm tiên kinh bá vương tuy rằng bị đánh bại nhưng là tính cuồng dã trong khung vẫn tồn tại không chịu khuất phục Phộng diệp phàm búng năm ngón tay năm đạo hào quang tuyệt thế xuyên thủng vũ trụ toàn bộ bắn vào trên người bá vương hóa thành một màn dương vụn xen lẫn mưa máu. Hắn không khoan dung chút nào, quyết đoán kiên quyết ra tay. Nhưng mà, sau một lúc lâu thân thể bá vương liền trọng tổ lại, bí quyết chữ giả thiên hạ vô song, có được nó chẳng khác nào ở trong quá trình chiến đấu kịch liệt có một thân thể bất tử. Thế gian trừ pháp, đều chỉ là thủ đoạn, không cần hiểu hết, nhưng cũng cần một ít thủ đoạn như vậy. Diệp phàm nhẹ nhàng thở dài. Cầu thuật, cầu pháp, cầu đạo, không bằng cầu bản thân mình đây là căn bản tu luyện của hắn sau này, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ngay cả Phật giáo chú trọng từ bi bác ái mà vẫn còn có thần thông phục ma thì sao? Cửu bí có thể nói là nghịch thiên, đoạt ảo diệu tận cùng của thiên địa tạo hóa, mỗi một bí đều có thần năng phi phàm, có thể thông thiên, chỉ với bí quyết chữ giả mà nói, đủ để người ta tìm hiểu cả đời. Diệp Phàm tin rằng, Phàm là người muốn trưởng sinh, muốn cuộc sống bất hủ trên đời này đều phải chú ý một bí này, tình nhiên nó có lẽ có thể sẽ được dẫn dắt, kéo dài thời gian mình sống ở thế gian. Phộng Diệp Phàm một lần nữa tung ra một trường, nghiền nát bá vương trong tinh không, máu màu tím vãi ra nhìn thấy mà ghê người, mảnh vụn xương trắng sáng khiến người ta sinh uy kỵ. Mà lần này không chờ cho thân thể bá vương trọng tổ, Diệp Phàm lập tức chụp lấy nguyên thần màu tím của đối phương, muốn cường ép thăm dò thức hải của hắn, tìm kiếm chín cổ tự trong thái âm tiên kinh. Chậm đã! Bá Vương hét to một tiếng, tiểu nhân màu tím bằng nắm tay trừng mắt nhìn. Diệp Phàm đứng phía trên tinh hà, thần sắc vô ưu vô sầu, không nói gì thêm, bình thản mà ung dung nhìn hắn. Người cường ép thăm dò nguyên thần ta, ta tất sẽ đình chỉ vận chuyển bí quyết chữ giả, trước tiên tự hủy diệt mình, người cái gì cũng không chiếm được. Bá Vương uy hiếp. Hai lựa chọn, một là chết, hai là dùng bí thuật mua mạng. Diệp Phàm bình tĩnh nói, người đây là sỉ nhục đối với ta. Bá vương phẫn nộ trợn hai mắt, nắm chặt nắm tay, tức giận đến toàn thân đều co rút cùng run rẩy. Hắn từ chỗ sâu trong tinh không quay lại đánh giết, cường thế đột kích, cuối cùng lại là một kết quả như thế này, khiến hắn nản lòng thoái chí. Giờ khắc này động lực duy nhất chống đỡ giúp hắn sống sót chính là muốn biết một cái kết quả, hắn tràn ngập không cam lòng, nói. Ta muốn biết, người dựa vào cái gì có thể thắng ta. Bá Vương hỏi như vậy, cũng không có người nào diễu cợt hắn. Trong tinh không tĩnh lặng như tờ, bởi vì đây cũng là nghi vấn mọi người đều muốn biết. Điều hiện của Diệp Phàm quả thực quá mức khó tin, có thể dùng thần tích để hình dung. Không nói thủ đoạn nghịch thiên nào khác của Bá Vương, chỉ nói riêng chiến lược mấy đại thần hình tập trung vào một thân, tuyệt đối là có thể quét ngang tinh không cổ lộ, có thể tranh cao thấp cùng đại đế cổ khi còn trẻ, điều này không thể nghi ngờ. Cái loại thần uy này của bá vương rành rành trước mắt mọi người, dưới tình huống bình thường gần như rất khó giải, dù Diệp Phàm có cường đại mấy đi nữa, cũng chỉ có thể ở thế hòa hoặc là thắng thực thảm mới đúng. Một loại trạng thái. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đây là cái trạng thái gì, mọi người đều sợ hãi đồng thời cũng tràn ngập khó hiểu. Cuối cùng, ở chỗ sâu trong tinh không một vị hộ đạo giả nhẹ giọng tự nói. Chỉ có thể là thần cấm. Lần này, lão nhân không có hạ thấp giọng, mọi người đều nghe được, ai ai đều khiếp sợ. Thần cấm, đây là một lĩnh vực cấm kỵ, thế gian có vô số thiên kiêu, có mấy người có thể đạp bước vào, cuối cùng dừng chân, chỉ có đại đế cổ mới có thể làm được. Thần cấm, thì ra là loại trạng thái này. Bá vương sau khi nghe nói không có uể ngoài, ngược lại lập tức như là thức tỉnh, bộc phát ra một loại tinh khí thần cường đại, trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên rực rỡ lên ta đã nói, với tư thái chiến đấu cường đại nhất của ta như thế nào có thể sẽ bị người dễ dàng trấn áp, nếu như ta cũng bước chân vào thần cấm ta vẫn như cũ là vô địch. Hắn giống lớn, như là lập tức tràn ngập tự tin. Trong ánh mắt hắn tia sáng dã tính nổ bắn ra, tràn ngập một loại chiến ý cường đại, không còn là không khí trầm lặng, dường như hắn lập tức đạt được cuộc sống mới bệ nghệ đại địch. Diệp Phàm bình thản nhìn hắn, nói, ở trên đời này không có thành công nào có thể quy là may mắn ta thắng chỉ vì ta mạnh hơn ngươi ta thể ngộ thần cấm tới mấy chục năm có thể đạp chân vào một lĩnh vực này đây là thực lực bằng không ngươi có thể thử xem trước bước vào lĩnh vực thần chi cấm kỵ rồi chiến một trận với ta thần cấm đối với ta không phải chướng ngại ta tất nhiên có thể phá đi vào hơn nữa tương lai là dừng chân dài hạn bá vương giống to diệp phàm không nói gì bắt đầu gạt bỏ hắn cướp lấy chín cổ tự trong thái âm tiên kinh cùng với bí quyết chữ giả, bá vương toàn thân vỡ nát, lại tê giống, không chịu khuất phục. Ta bất tử bất diệt có thể không ngừng tái sinh. Hắn giết gào. Người có thể sống lại mấy lần. Diệp phàm lạnh lùng nói, vạn vật mẫu khí đỉnh đánh xuống, thu bá vương vào trong bắt đầu luyện hóa, làm cho máu huyết hắn sôi bừng bừng, dần dần khô cạn có được bí quyết chữ giả được xưng là chỉ cần còn lại một giọt máu là có thể không ngừng sống lại, khó có thể chết đi. Diệp Phàm cắt đứt hy vọng sống lại của hắn bằng cách làm cho toàn bộ thân thể hắn hóa thành huyết quang, thiêu đốt bốc hơi, bá vương gào giống, giãy dụ kịch liệt, cả tòa đại đỉnh đều rung chuyển từng hồi. Mọi người đều rung động đến nói không ra lời, đây chính là đường đường bá vương, không ngờ bị người nhốt vào trong đỉnh trở thành là tù nhân thấp kém bị tế luyện tư sống hôm nay phát sinh hết thầy tất nhiên phải chấn động tinh không, đến đây một đầu mãnh hổ đánh vỡ bố cục hiện có, làm cho thiên kiêu trên con đường phía trước chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng tranh hùng trên đế lộ. Thành thể từ táng đế tinh đến đây, trở thành là một vị đại địch tuyệt thế của các trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc. Bắt đầu từ hôm nay bất cứ người nào đều phải cẩn thận đối đãi, liệt hắn vào hạng người nguy hiểm nhất. Xa xa trên tinh không đứng mấy thân ảnh, đúng là mấy vị tù binh bị diệt phàm bắt làm thợ mò, Lúc này khi bảy trận bọn họ đã lập được công lớn, ngày nay đã khôi phục một thân tự do. Ta không tin, bá vương cứ như vậy đại bại, không có một chút hy vọng lật lại thế cửa sao. Tư lị không tin, gần như mơ màng tự nói, nàng là ấu nữ của tiếp dẫn sứ thành thứ 81. Thật sự bị đánh bại. Thích trình sững sờ, lai lịch hắn còn lớn hơn nữa, là trưởng tôn của hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên, cũng từng làm thợ mỏ. Trên cổ lộ, có một số tiếp dẫn sứ hết sức coi trọng trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch nên cho con mình kết giao cùng hắn, hình thành một cỗ lực lượng rất cường đại. Có một số tiếp dẫn sứ vì để xem một trận chiến này, tự mình từ chỗ sâu trong tinh không tới đây, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là thế này, trong lúc nhất thời đều ngơ ngác sững sờ trí tôn trẻ tuổi được bọn họ coi trọng gần như bị người đánh cho tàn phế, đánh đến mức bi thảm như vậy, ngay cả đạo tâm đều dao động không ổn định, làm cho tất cả bọn họ đều trầm mặc. Bá vương gần như sắp hình thần câu diệt, bởi vì máu bị trưng khô hơn phân nửa, xương cốt đều cháy rụi, khó mà đối kháng với cái đỉnh đáng sợ này. Bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh xương mù hỗn độn khí cùng tinh hà loài sáng, như là đang khai thiên lập địa, có thể luyện hóa hết thảy vạn vật trên đời đủ rồi, dừng ở đây đi, có thể tha người thì nên tha người. Một tiếng quát lạnh truyền đến, ở chỗ sâu trong tinh không một lão nhân đầu dâu bạc trắng xuất hiện, ngay lập tức tới, nhanh đến cực điểm. Đại Thánh Mọi người sợ run, cảm nhận được một loại khí tức cuồn cuộn mãnh liệt đáng sợ, khiến người ta máu đều sôi trào, thân thể như là sắp nổ tung. Đây là một vị hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc, hai hùng đại chiến đến bây giờ, hộ đạo giả rốt cục hiện thân tràn ngập uy áp tuyệt thế ngăn cản diệp phàm tiêu diệt bá vương thân thể lão nhân mơ hồ từng đợt từng đợt khí đại đạo buông xuống vô cùng cường đại trấn áp trời xanh muôn thuở trên tinh không cổ lộ đã chết đi quá nhiều thí luyện giả như vậy cũng không thấy ngài hiện thân vì cái gì bá vương sắp bị diệt ngài tới ngăn cản diệp phàm thực chấn định người nói gì vậy có tôn kính đối với hộ đạo giả sao thân ảnh mơ hồ này lạnh lùng nói ngài hộ ai, ai là hộ đạo giả? Diệp Phàm không sợ, sừng sững dưới tinh không, trực diện đối đáp với vị đại thành trí cường này. Không thể phủ nhận ngươi là một thiên tài tuyệt đại, kinh khiếp cổ kim, tương lai thiên địa này tất sẽ có một thần vị của ngươi. Nhưng ngày nay còn không phải thiên hạ của ngươi, ngươi còn chưa thể xưng tôn, ở trên cổ lộ không được tùy ý làm bậy. Vị hộ đạo giả nói, mọi người đều chấn động người tới hiển nhiên là nghiêng về bá vương, là vì bảo vệ hắn mà ra mặt. Nhưng lại cũng nói ra lời đánh giá Diệp Phàm như thế, đủ để chứng minh tiềm năng cùng sự cường đại của hắn trong tương lai. Cái gì là tùy ý làm bậy, ngài định nghĩa như thế nào, Phàm là trong phạm vi mười trượng, duy ngã độc tôn, ta muốn giết bá vương, ngài có thể ngăn cản được sao? Diệp Phàm lạnh mặt xuống nói. Không thể giết. Đột nhiên, lại một thân ảnh khác xuất hiện, một mảng mông lung mờ ảo, bị ánh trăng sao che khuất. Thường thiên bá huyết nhất mạch là bại tướng mà thôi, mà lại dẫn động nhiều người như vậy. Các ngài nếu muốn bảo vệ mạng của hắn, hãy lấy thái âm tiên kinh cùng cửu bí đến đổi. Diệp Phàm lãnh liệt nói. Mọi người như hóa đá, tất cả đều ngần người, thành thể ngay cả hộ đạo giả cũng không nể mặt mũi, nhằm vào bọn họ muốn lấy cổ kinh, thật sự là khiến người ta kính sợ. Đáng tiếc bá vương tung hoành tinh không mấy chục năm, xưng hùng trên cổ lộ nhân tộc, nhưng ngày nay lại trở thành lợi thế của người ta. Tất cả quyền sanh sát đều nằm trong tay kẻ địch truyền đời. Hắn hận không thể đâm đầu chết tại đương trường. Người trẻ tuổi, yêu cầu của ta thực quá phận sao, tốt hơn là buông tha bá vương đi, ít lưu chút máu, giảm chút giết chóc, với người với mình đều tốt. Vì hộ đạo giả xuất hiện đầu tiên kia tên là Thích Thiên, thân ảnh rất mơ hồ tương hợp cùng đại đạo, quanh thân có từng đợt từng đợt hoa văn thần tích lượn lờ, buông xuống giống như từng đạo ngân hà vần quanh nếu lo lắng giảm bớt giết chóc, vì sao khi bá vương quay đầu trở về dùng cảnh giới cao để đánh chết ta ngài không ngăn cản? Diệp Phạm ánh mắt sắc Bé lý luận vô thành vô tức ở dưới chân hắn xuất hiện rậm rạp văn lạc trong nháy mắt vượt qua tinh hà đã đi xa cũng không biết bao nhiêu dặm rời xa khỏi chiến trường kia. đây là bí quyết chữ hành là cực nhanh đệ nhất trên đời hơn nữa lúc này đang ở dưới trạng thái thần cấm bí quyết chữ dài không hề bị phong ấn vận chuyển lên làm cho tốc độ của hắn trên cơ bản tăng lên gấp 10 lần. Đây là một loại thần tốc, mặc dù là đại thánh cùng chỉ có thể trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn không thể chạm đến hắn. Nhiều năm qua, Diệp Phàm sớm đã diễn biến bí quyết chữ hành tới cực hạn, chính là để ứng phó với cự phách trên cổ lộ, dựa vào nó có thể siêu nhiên đứng trên vạn pháp, có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì chạy. Đối mặt với hộ đạo giả, nhân vật đường đường cấp đại thánh cùng không tính mất mặt lắm. Diệp Phàm vẫn chưa chân chính chạy đi, hai tay thong thả múa động, khắp tinh không đều dung chuyển, tất cả pháp trận cấm kỵ trước đó đều sống lại, hóa thành thần văn màu vàng, loài ra hào quang hừng hực. Đây là chủ chiến trường của hắn, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể tự bảo vệ mình tránh khỏi sơ xuất. Hộ đạo giả thích thiên lạnh mặt xuống, yên lặng đánh giá tòa pháp trận màu vàng của hắn lão thân là đại thánh, tự nhiên có thể nhìn ra ảo diệu nơi đây, nơi này là di địa của thiên đình cổ, dù là đại thánh sơ xảy một cái đều có thể sẽ xa lầy ở trong đó. Thích thiên mặt không chút đổi sắc, nói. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi là thiên tư ngút trời, nhưng ở trước mặt năm tháng rất nhiều người loái sáng đều ảm đạm, con đường tương lai rất dài, tràn ngập tính không xác định. Biết bao nhiêu thiên kiêu vùi dương nơi đất khách quê người, không đi tới cuối tình lộ, đều có thể tha người thì tha người đi ngài đang uy hiếp ta sao? Ánh mắt Diệp Phàm sáng trong suốt, khí thế như cầu vồng, đang ở vào lĩnh vực thần cấm vẫn chưa có rời khỏi, thân thể cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hắn cực kỳ phản cảm với với hộ đạo giả này, thích thiên rõ ràng có xu thế nghiêng về một phía, nếu không phải vì điều kiện cảnh giới không cho phép, hắn không tiếc chiến một trận để tìm chân lý. Lão hủ chỉ là nói thật lòng mà thôi. Thì thiên Thần sắc không thay đổi, như là một tượng đá dựng trong tinh không, đại đạo mờ mịt bao phủ quanh lão. Đúng lúc này, vị hộ đạo giả kia là Thương Lan lên tiếng. Bá Vương quay đầu trở lại cổ lộ nhân tộc thành thứ 50, dùng mạnh đánh yếu, nghiêm trọng vi phạm pháp quy của cổ lộ, tạo nên chuyện phân tranh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Dùng mạnh đánh yếu, mọi người có chút ngần người, kết quả là Bá Vương cường đại gần như bị trấn áp lại còn mang trên lưng một cái tội danh như vậy, quả thật có chút trăng trọng. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng đúng như thế, bá vương cảnh giới cao thâm biết bao, chỉ có điều gặp phải diệp phàm càng nghịch thiên hơn, cộng thêm hiểu được nguyên thiên thần trận, đổi lại người khác làm sao còn có đường sống. Thường Lan Đại Thánh lại nói, còn thinh tiểu hữu lưu lại cho hắn một mạng, con đường thành tiên sắp xuất hiện, ai cũng không biết sẽ như thế nào, kiếp này có thể có đại loạn lưu lại một số trí tôn trẻ tuổi trưởng thành để chấn cổ lộ. Diệp Phàm nở nụ cười, nói. Con người của ta dễ nói chuyện lắm, hai vị đại thánh đều nói như thế, ta tự nhiên sẽ không kháng cự, lấy thái âm tiên kinh cùng bí quyết chữ giả đến đổi đi. Chư Hùng đều ngẩn người, hai vị đại thánh đến đây xin tha mạng đều vô dụng. Diệp Phàm chỉ quyết tâm đổi kinh văn, ai tới đều không được, hai loại cổ thuật này đối với hắn có trọng dụng cổ tự của Thái Âm và Thái Dương hộ tương, bí quyết chữ giả có thể giúp hắn có được thân thể bất tử. Tương lai ai có thể nói rõ, con đường thành tiên sắp xuất hiện, mỗi người tự đầu tranh vì chữ trường sinh hư vô mờ mịt, ngay cả tồn tại trong bảy đại cấm địa sinh mệnh ở bắc đầu đều nhúng tay. Ngày nay, chỉ có làm bản thân mình cường đại mới có thể sống còn ở tương lai, mới có thể che chở cho thân nhân, bằng hữu có cuộc sống tốt. Thường Lan đại thánh mặt không chút thay đổi, cùng không nói gì thêm, trong lúc nhất thời lão rơi vào trầm mặc. Thị Thiên lạnh lùng lên tiếng. Chống lại khảo nghiệm của năm tháng mới là chân thật, ngươi là thiên tài tuyệt đại, cổ kim hiếm thấy, hãy quý trọng hết thầy những gì trước mắt, có thể đi đến từng bước này quả thật không dễ. Suốt cuộc đời của ta không tin ta nhất, ngài chống lại khảo nghiệm của năm tháng, sống với niên kỳ lâu như vậy, tự nhận là tiên thạch tòa hào quang lấp lánh, chưa từng ảm đạm xuống hay sao diệp phàm lạnh lùng nói hắn bắt đầu tế luyện vạn vật mậu khí đỉnh bên trong hỗn độn khí tràn ngập tràn ra từng đợt từng đợt tiên vụ nơi đó nghiêng trời lệch đất như là có một thế giới đang được sáng lập bá vương gào giống huyết khí trong cơ thể không ngừng giảm bớt bị diệp phàm cưỡng ép luyện hóa trở thành một bộ phận tinh khí trong thiên địa không lâu sau máu thịt của hắn bị hao tổn nghiêm trọng máu màu tím mặc dù có được thần tính bất tử cũng không chịu nổi tiêu hao đáng sợ như vậy thành khí bình thường căn bản không thể luyện hóa hắn, nhưng cái đỉnh này thì khác, là một pháp khí cường đại, bên trong ẩn chứa có vạn linh trừ thiên, có vô tận đạo ngân. Bá vương dãy ruộng, trên vách đỉnh tiên dân thượng cổ cất bước đi ra chân áp hắn, còn có côn bằng vụ cánh bay lượn trên chín tầng trời, cùng chân long các thứ, tất cả đều từ vách đỉnh hiện lên đánh tới hắn ở trong thế giới đỉnh, hết thảy đều chân thật như thế, bá vương rung động không hiểu, so với nhìn thấy thần cấm của Diệp Phàm hắn còn giật mình kinh sợ hơn, pháp khí bức này một khi dưỡng thành, trong vạn giới trừ thiên cái gì không thể đánh tan. Trong mơ hồ hắn từng nghe được một ít lời đồn, tiền khí của trí tôn thiên đình cũng chính là có dạng như thế, chẳng lẽ ngày sau sẽ xuất hiện một tiên binh khác hiệu lệnh trừ tinh vực hay sao? bá vương bị mất phương hướng huyệt khí không ngừng bị luyện hóa thân thể bị hao tổn nghiêm trọng ngay cả nguyên thần đều giống như bị trúng ngàn vạn đao đang rất nhanh suy yếu mặc dù có bí quyết chữ giả cũng chống đỡ không được cái đỉnh này rất thần bí bên trong giường như là một tiên giới chân thật chú tức mũi lượn trên chín tầng trời tiền dân thượng cổ sáng lập tinh hà thần ma gào thét trong hỗn độn chân long từ trong đầm nước bay lên không trung phàm là dấu vết hình ảnh trên vách đỉnh, đều hiển hóa thành chân thật, làm cho bá vương bị nhốt ở trong đỉnh khổ sở không nói nên lời, đối kháng không được, vì dường như là đang chinh chiến cùng từng con sinh linh chân chính ở tiên vực. Đây là thế giới trong đỉnh. Ở bên ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy từng đạo máu tím vọt lên, hóa thành sương mù, tinh hoa thần tính tiêu tán, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ bá vương như thế nào lại đã bị luyện hóa nhanh chóng như vậy, cái đỉnh này thật sự quá nghịch thiên mà, một khi rơi vào trong đó, ngay cả thánh vương đều khó thoát khỏi vận mệnh ngã xuống. Vạn vật mẫu khí Rất nhiều người trông thấy mà thèm, nhưng cùng chỉ có thể trong lòng mơ tưởng mà thôi, không có ai dám tiến lên chịu chết. Diệp Phàm cùng cái đỉnh tương thông, ngay lập tức hiểu rõ hết thầy trong đó, ngay cả hắn cũng không ý thức được khí thế thông thần này của nó. Lúc này bá vương bị cố định trong đỉnh, dù có muốn tự hủy cũng không làm được. Nơi này chẳng khác nào một thế giới đáng sợ, chân long, chủ tước, thượng cổ tiên dân, thần ma, các loại vây quanh bá vương, trói chặt hắn ở giữa dòng sông vừa khai thiên lập địa, muốn nhúc nhích cũng không được, bao gồm nguyên thần đều mất đi tự do. Thích thiên nhảy dựng trong lòng, thông qua từng đợt từng đợt khí cơ tràn ra ngoài đỉnh, lão cảm ứng được bá vương không xong rồi, lão hóa thành một đạo hư ảnh đánh tới phía trước muốn ngăn cản hết thảy. Diệp Phàm vẫn thần sắc bình tĩnh, dưới chân phù văn màu vàng loài sáng, bí quyết chữ hành có một không hai ở tinh không này cùng với loại trạng thái thần cấm. Hiện giờ không người nào có thể sánh tốc độ bằng hắn, trên lên chín tầng trời, dưới xuống cửu u địa ngục, không chỗ nào không tới. Hắn quá nhanh, giống như một đạo tia chớp màu vàng, ngay cả đại thánh cũng không thể đến gần. Ở một tiếng vang nhỏ, phiến nguyên thiên pháp trận kia nứt vỡ, không ngăn được hộ đạo giả trên cổ lộ thì thiền thân là đại thánh nhân tộc lại vô hụt một kích, ngay cả tàn ảnh màu vàng của Diệp Phàm cùng không chạm vào được, quả thực khiến mọi người khiếp sợ, đây là cực nhanh cỡ nào. Ở trong phiến thiên địa đời này, không nói gì khác, Diệp Phàm có tốc độ này đủ để tự bảo vệ mình, trên trời dưới đất đều có thể đi tới, không ai có thể ngăn cản. Thị thiền sắc mặt đờ đẫn một hồi, nhìn không ra lão hỉ nộ ái ố, Thần là đại thánh, lần đầu tiên bất ngờ ra tay lại vô dụng, khiến chư hùng đều nhảy dựng trong lòng. Diệp Phàm hét lớn. Ngài ra tay đối phó ta, hay cho một hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc, ta hỏi ngài, rốt cuộc là ngài hộ đạo cho ai, còn xứng đáng thủ hộ cổ lộ này sao? Đây là lớn tiếng chất vấn, trước mặt tất cả cường giả trong tinh không, lớn tiếng khiến trách hộ đạo giả thích thiên, làm cho sắc mặt lão xa sầm xuống, ánh mắt phạt ra tia sáng lạnh như băng. Từ chỗ sâu trong tinh không truyền đến một dao động cường đại, một thân ảnh khô gầy xuất hiện, nói. Thân là hộ đạo già trên cổ lộ, mà lại y lớn hiếp nhỏ, trần áp thánh thể che chở bá vương quá mức rõ ràng, vậy quả thật có chút quá phận. Mọi người chấn động, lại một vị đại nhân vật tới rồi, không kém gì thích thiên cùng thương lan, là vị hộ đạo giả thứ ba hiển hóa trong phiến tinh vực này. Thanh hoàng đạo nhân có người cả kinh kêu lên, nhận ra vị lão đạo nhân này. Lão còn lại năm tháng không nhiều lắm, ngay đồn lão sắp tọa hóa, nhưng khẳng định vô cùng cường đại, mặc dù huyết khí suy yếu sắp khô kiệt, cũng có khả năng chiến một trận cùng thánh linh vô địch. Từ xưa tới nay, Diệp Phàm cũng không cần bất luận kẻ nào che chở, cùng lắm thì chạy trốn. Nhưng nhìn thấy thanh hoàng đạo nhân xuất hiện, hắn vẫn rất cảm kích. Thị thiên thần sắc lãnh đạo nói, ta chỉ là ở giữa điều dài mà thôi, trên người thánh thể lệ khí quá nặng, lại nổi sát niệm, ta chỉ muốn cho hắn hiểu rằng đời người nếu có thể tha được thì buông tha. Tha được, buông tha, ngài đã có thể nói ra lời nói như vậy, coi như tự tát vào mặt mình, rồi sau đó lập tức xoay người rời đi. Diệp Phàm nói chuyện không lưu tình chút nào. Thích thiên lập tức biến sắc, nói. Người trẻ tuổi, Người thật quá đáng, không có một chút kính ý với hộ đạo giả trên cổ lộ, phải nhận lấy trách phạt. Ngài tính cái gì hộ đạo giả, ngài không tư cách nói như vậy. Rời đi là lựa chọn tốt nhất của ngài, bằng không tương lai hối hận thì đã muộn. Diệp Phàm Lành đạo nói, càng thêm bất kính. Mọi người tất cả đều ngây dại, nhiều năm qua như vậy, có ai dám bất kính đối với đại thánh trên cổ lộ nhân tộc, nói chống đối, chế nhạo chỉ có một người này. Thánh thể quá mức cường thể ha ha, nói rất đúng. Một khi đã như vậy, tiểu hữu, ta mời ngươi đi tới cổ lộ yêu tộc, nơi đó tuyệt đối không có hộ đạo giả ti tiện. Trong tinh không truyền đến tiếng cười to. Một cô yêu như thần ma bay tới, làm cho rất nhiều tinh tú lắc lư kịch liệt, hắn cường đại đến cực điểm. Ở phía sau hắn đi theo hai người trẻ tuổi, nam anh vĩ như yêu thần, nữ thì tao nhã tài hoa, khuynh quốc huynh thành, đúng là huynh muội nam yêu. Nhiều năm không gặp, phong thái bọn họ càng hơn xưa. Diệp Phàm nỗi lòng trăm mối ngổn ngang, gật đầu chào bọn họ. Mấy người bọn họ là cố nhân đến từ cùng một cổ địa. Ẩm. Ừ. Diệp Phàm chân cái đỉnh, ý phải luyện hóa sạch sẽ bá vương, bên trong máu tím thiêu đốt, hỗn bằng thét dài, chân long vọt lên cao, tiên dân thượng cổ gào giống, giống như thế giới thần thoại. Bá vương kêu gào thảm thiết, dù có bí quyết trừ giả cường đại cũng không thể thoát vây, bị người luyện hóa đó chỉ còn là con đường chết, Ngày nay bị giam cầm, có muốn tự hủy cũng không thể. Kịch Thiên, Thường Lan cùng hét lớn, muốn ra tay ngăn cản, không thể mặt thấy bá vương ngã xuống. Tiểu Hữu lưu hắn một mạng đi, có lẽ tương lai thật sự cần hắn, chúng ta đều già lão rồi, nhân tộc cần mấy vị trí tôn trẻ tuổi trưởng thành lên, trấn áp tứ phương, còn đường thành tiên khó lường mà. Thanh Hoàng đạo nhân đột nhiên lên tiếng cầu tình như vậy. Tiền bối nêu đã lên tiếng, ta tự nhiên vâng theo nhưng nếu người khác loạn ngữ ta lập tức chém bá vương diệp phàm nói tới đây nhìn lướt qua hộ đạo giả thích thiên trong tình không lặng ngắt như tờ ngoại trừ thanh hoàng đạo nhân cùng với cự phách yêu tộc vừa mới tới không có người nào dám trước mặt lên tiếng của trách một vị đại thánh nhân tộc diệp phàm cường thế khiến mỗi người đều hết hồn keng hắn chỉ tay bắn ra một lũ tiên quang bổ đôi đầu bá vương ra chém nứt ra nguyên thần từ hành tinh luyện thái âm tiên kinh cùng bí quyết chữ giả trong thần thức của hắn. Báo vương vào thét giận dữ, nhưng không thay đổi được gì, rơi vào trong đỉnh này, thân cùng thần đều bị vây khốn, khó có thể nhúc nhích, có muốn tự sát cũng không được. Tiểu nhân màu tím trong hắn bị diệp phàm dùng tiên quang chém mỡ ra, mạnh mẽ cướp lấy kho báu trong thần thức hắn, đầu tiên là áo nghĩa chín cổ tử trong thái âm tiên kinh hiện lên, tiếp theo là bí quyết chữ giả không sức mẻ phát sáng. Thái âm thái dương, Ai yếu ai mạnh, âm dương cùng hợp, thiên hạ xưng hoàng. Hai loại tiên kinh cổ xưa đại biểu cho hai loại cực hạn, được đại đế cổ Tôn Sùng, một khi cùng luyện tới cực điểm liền tự nhiên thành hoàng, có thể hùng thị muôn đời. Tiên hà màu tím bay lên từng lũ từng lũ, như làn khói mờ bốc hơi, thoạt nhìn sáng lạn mà huyền ảo, đó là kho báu thần thức của bá vương bị Diệp Phàm rút ra tinh luyện. Giờ khắc này lại có từng đợt tiếng tụng kinh như có như không trên đỉnh đầu tiểu nhân màu tím bị xé ra kia có một hư ảnh ngồi xếp bằng, truyền đạt chân nghĩa của đạo, giống như nhân hoàng cổ lơ lửng giữa trời cao. Diệp Phàm còn thật sự lắng nghe, thần sắc trịnh trọng, nơi đó có chín cổ tự, từng chữ từng chữ hiện lên, lóe ra hào quang rực rỡ bất hủ, chảy xuống trong tinh hà vũ trụ. Tuy rằng chỉ có chín chữ nhưng lại có biến hóa huyền ảo phức tạp khó hiểu, không ngừng lóe sáng biến đổi thành một loại diễn biến của cực đạo buông xuống mờ mịt như thác nước thần, biến hóa vô cùng, từ đơn giản đến phức tạp, rồi sau đó lại từ phức tạp trở về giản đơn, đó là kinh nghiệm tối cao áp xúc vào trong chính chữ. Đây không chỉ là kế thừa một loại đạo, mà còn kế thừa một loại tinh khí thần, dường như tái hiện thần tư vô thượng của nhân hoàng, thân ảnh hư vô ngồi xếp bằng phía trên tiểu nhân màu tím lập tức trở nên ngừng thực. Xoạt một tiếng, đôi mắt kia mở ra, như là vượt qua muôn đời truyền đạo bắn ra hai luồng hào quang sắc bén, chỉ là hư ảnh mà có một loại uy nghiêm vô thượng. Ầm. Vũ trụ dung chuyển, tinh hà rực rỡ lay động, đại đạo mờ mịt sợ run, đây là đạo chính thống của nhân hoàng lưu lại đang phóng ra tia sáng kỳ dị, Trấn nhất thế gian. Diệp phàm trong lòng bình thản, chín cổ tự không nhiều không ít, ngàn vạn loại biến hóa lạc ấn trong đầu hắn, tiếp thu chân nghĩa vô thượng của thái âm tiên kinh. Báo vương kêu thảm thiết, tràn ngập không cam lòng vô cùng khuất nhục. Cường thế như hắn mà lại bị người cướp lấy kinh văn, trở thành tù nhân để mặc cho người bài bố như vậy, điều này ở quá khứ chưa từng nghĩ tới. Hắn là trí tôn của trẻ tuổi một thế hệ, như thế nào có thể bị người đối xử như vậy, mà nay lại trở thành sự thật bị buộc phải dâng lên kinh văn, phải mở ra cánh cửa của kho báu thần thức. Điều không thể chịu được nhất là kẻ xem thức hài, cướp lấy tiên kinh của hắn lại là kẻ địch truyền đời của thương thiên bá huyết nhất mạch, điều này làm cho hắn hận muốn điên lên mắt trận trừng như sắp nứt ra, nhưng lại không đủ sức ngăn cản. Lúc này Diệp Phàm ở vào lĩnh vực thần cấm, biểu hiện ở cảnh giới này của hắn có thể nói là thần tích, cho dù là đại đế cổ khi còn trẻ cũng không thể làm tốt hơn. Một tiếng gào to, vũ trụ nứt ra, một đạo thần quang hoa Mỹ bay tới trần áp Diệp Phàm hiệp cùng thần uy vũ trụ, mang theo thác nước thần ngập trời chút xuống hộ đạo già cổ lộ nhân tộc thích thiên rốt cục không kìm nổi lại ra tay lão không thể trơ mắt nhìn nên muốn ngăn cản hết thảy lão cùng hợp với đạo sâu không lường được thập phương đều sụp đổ trần thân vô địch nơi đi qua khai thiên lập địa hỗn độn xương mù tràn ngập đạo uy không thể đờ nhưng mà diệp phàm ở trong quá trình đoạt kinh văn trong lòng bình thản vẫn luôn cảnh giới với bên ngoài trước tiên liền bừng tỉnh dưới chân phủ văn màu vàng lấp loé, ngay lập tức đi xa nơi đó chỉ lưu lại một tàn ảnh, thích thiên đánh trên hư không, chỉ lưu từng đạo sóng gợn, hủy diệt pháp trận nơi đó một tòa tiếp theo một tòa nổ tung, rách nát không chịu nổi. Thành hoàng đạo nhân quát khẽ một tiếng cũng ra tay, xuất hiện ở phụ cận thích thiên, một đôi bàn tay khô gầy ấn xuống, cắt đứt con đường phía trước của lão, thần sắc lạnh lùng. Bá vương bị bức bách như vậy, mặc dù có lưu lại cho hắn một con đường sống, cũng sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa sự tự tôn của trí tôn trẻ tuổi thương thiên bá huyết nhất mạch có thể sẽ từ đó phế bỏ hẳn không thể tiếp tục đại thành thương lan cũng thần sắc lãnh nhiệt nói chín cổ tự lóng lánh diệp phàm hoàn toàn hấp thu chân nghĩa của chín chữ trong thái âm tiên kinh đồng thời chém bỏ các loại cảm xúc tiêu cực không có bị thức hại của bá vương xâm nhập người bình thường đều không muốn xem trí nhớ của người khác bởi vì sẽ có rất nhiều thần thức hỗn tạp xâm nhập vào mình phần lớn đều là vô dụng và tai hại trong đầu tiểu nhân màu tím của bá vương bị chém nứt ra, tràn ra các loại dáng mờ màu tím, diệt phàm đồng thời hấp thu chín chữ huyền bí của thái âm tiên kinh, bí quyết chữ giả cũng đồng thời bị tinh luyện ra. Đây là một loại thần thuật kinh thế, mới vừa thu được hắn liền cảm nhận được trong cơ thể sảng khoái diệu kỳ, đúng thật là cực kỳ ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa, làm trong lòng hắn có điều nhớ tới hắn từng ở tử từ vi cổ tinh vực đoạt được nửa trang cổ kinh thần linh dùng hoàng huyết xích kim luyện chế thành, nghiền ngẫm được chân nghĩa trong đó, ngày nay bổ sung hoàn chỉnh, hai thứ tương hợp, rất nhanh liền hiểu ra đạo lý của nó. Bí quyết chữ giả là với văn lạc thần tóc phong cách cổ xưa diễn biến, cũng không phải là ghi lại bằng văn tự. Tuy rằng không nhiều, nhưng bác đại tinh thâm, áo nghĩa của nó khiếp thiên địa quỷ thần kinh. Diệp Phàm vừa vận chuyển toàn thân, lập tức huyết khí tràn ngập từ lỗ chân lông chảy ra, trong vô tình chữa trị thân thể hắn, loại bỏ tạp chất, làm cho toàn thân hắn trong suốt như thần ngọc. Hắn vốn không có vết thương gì, nhưng là bí quyết chữ giả quá mức khắc nghiệt, xóa đi tất cả tì vết, ngay cả một hai cọng tóc bị gãy cũng đều tái sinh sang óng ánh. Bí quyết chữ giả vừa vào tay, Diệp Phàm gần như liền đạt tới tuyệt hảo, cả thân thể trong vắt không tì vết, giống như chiến thể kinh thế của một thần linh hiển hóa ở thế gian. Diệp Phàm vô cùng thư thái trách không được sinh mệnh lực của bá vương cường đại như vậy, chỉ cần còn lại một giọt máu là có thể sống lại, điều này cũng không phải hư ngôn, đúng thật là thần diệu vô song. Bá vương kêu to, thật sự không cam lòng, hắn từng xưng tôn trên cổ lộ này là tiêu điểm sáng lạn nhất, nơi đi qua vạn trùng kính sợ. Mà ngày nay lại bị người bắt giữ như vậy, là vòng hào quang huy hoàng tràng cho người khác, chiếu dọi con đường phía trước cho người khác, con mình trở thành một chuyện xưa. Bá vương bị đánh bại từ lì hai mắt thất thần, thất hồn lạc phách lầm bầm. bá vương từng là trí tôn cường giả nàng ngưỡng mộ, lại cứ như vậy đại bại khiến nàng khó có thể chấp nhận sự thực não lòng này. phụ thân nàng, tiếp dẫn sứ của thành thứ 81 nhân tộc đứng phía sau nàng, cũng yên lặng không nói gì. ở chỗ xa hơn, còn có một số tiếp dẫn sứ, đều là từ cổ lộ phía trước vội trở về xem cuộc chiến, đều từng ôm kỳ vọng vô hạn với bá vương nhưng lúc này cùng chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn, tư vị trong lòng khó tả thành lời. Ở giờ khắc này tinh không yên tĩnh, rất nhiều cường giả nội tâm đều dậy sóng bốn đề. Một vị trí tôn trẻ tuổi quật khởi đã không thể ngăn cản, có muốn áp chế cũng không được. Chiến bại bá vương, phong thái như vậy mặc dù là đại thánh có thành kiến muốn trấn áp cũng không có khả năng. Diệp phàm đã đủ mạnh, ngày nay lại đoạt được chín chữ tối cao trong thái âm tiên kinh, cộng thêm bí quyết chữ giả, từ đó có được chân chính kim thân bất diệt sẽ từ từ cường đại ai có thể ngăn cản ầm um. thị thiên cùng thanh hoàng đạo nhân cứng rắn va chạm một kích trong vũ trụ xuất hiện từng cái khe nứt rồi rất nhanh lan tràn mọi người đều tránh lui đại thành tranh phong động một cái sẽ hủy diệt cả nhật nguyệt tinh tú nếu bị cuốn vào dao động này nhất định phải ngã xuống khiến người ta sợ run thị thiên hạ quyết tâm phải bảo vệ bá vương liền xé rách ra mặt, không tiếc hết thảy đương trường gây bất lợi cho Diệp Phàm, dẫn tới Thanh Hoàng đạo nhân ra tay, hai vị hộ đạo giả kịch chiến. Ầm. Um. Sau lưng Thanh Hoàng đạo nhân xuất hiện một đôi cánh thần đáng sợ, đó là đôi cánh phượng hoàng, tiên quang sông thẳng lên trời cao, nhẹ nhàng vỗ động liền hủy diệt hơn phân nửa tinh không, tình tú ở phụ cận đều vỡ nát. Mọi người đều sợ hãi, đây là thần hình của hộ đạo giả nhân tộc. Thanh Hoàng Đạo Nhân đúng là dựa vào đó hai mươi mấy năm trước khi huyết khí suy yếu khô cạn cùng đã từng chiến một trận cùng Thánh Linh, cường đại tuyệt thế. Chỉ một loại thần hình đã thông thiên động địa như vậy, mọi người không tự chủ được lại nghĩ tới bá vương, hắn nhưng lại có vài loại thần hình, nếu như đều trưởng thành, đến cuối cùng sẽ chín thần hình hợp nhất, hẳn là trí tôn vô địch. Chư Hùng im lặng, càng ngày càng cảm nhận được bá vương đáng sợ, nếu diệp phàm không có dừng chân ở thần cấm trong những người cạnh tranh trên cổ lộ này bá vương thật sự có thể sẽ là vô địch một thế hệ thậm chí mọi người dự đoán nếu như diệp phàm không thể bước chân vào thần cấm thì có lẽ phải chiến đến máu chạy đầm bìa kết cục là lưỡng bại câu thương rút cục thường lan đại thánh cũng ra tay không thể ngồi yên không lý đến sợ bá vương bị diệp phàm hủy diệt lão nhưng lại thi triển bí pháp cấm kỵ cả thân thể hừng hực hóa thành đại dương màu lam mênh mông, như biển cát mãnh liệt cuốn tới. Đại thánh vì đuổi theo thánh thể, đều phải xuất hết vốn ra rồi. Mọi người đều rung động, thường lan đại thánh thể hiện áo nghĩa tới cực hạn, đuổi theo diệp phàm ngăn cản hắn tiếp tục ra tay. Nhưng, vẫn như cũ không đuổi theo kịp. Đạo hữu làm gì xúc động vậy, chúng ta đã có 4.000 năm chưa từng luận bàn, không bằng qua lại một hai chiêu như thế nào. Trong tình không, Cổ yêu mang theo huynh muội nam yêu tới chợt nói, thân hình nhoáng lên một cái, ngăn cản phía trước Thương Lan đại thánh. Ầm. Um. Hai vị đại thánh này đối chiêu, dưới một kích cả một góc tinh vực diệt vong. Hộ đạo giả yêu tộc, người muốn đục nước béo cỏ, muốn cho một vị trí tôn trẻ tuổi của nhân tộc ta ngã xuống hay sao? Hay cho tính toán của người đấy? Thương Lan quát. Sai rồi, ta chỉ là không quen nhìn phong cách của các ngươi. Cổ yêu cười to tiểu hữu, đúng lúc rồi. Đúng lúc này, thanh hoàng đạo nhân một lần nữa lên tiếng, vừa chiến với thích thiên vừa nói với Diệp Phàm Mọi người hiểu được ý tứ của lão, vũ trụ minh mông, cổ tinh vực quá nhiều, một người dù có cường đại mấy đi nữa cũng không thể chấn thủ hết được. Bà vương thân là một trí tôn trẻ tuổi, tương lai tất nhiên phải tọa chấn một vực. Xoạt Thời gian có hạn, Diệp Phàm tinh luyện lấy ra một đoạn thần hà màu tím cuối cùng, rồi sau đó dùng cái đỉnh ném bá vương bay ra ngoài. Bá vương nghẹn khuất tới cực điểm, tinh huyết thiếu đốt, từng đạo thần văn dày đặc thủ hộ bản thân, tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, Diệp Phàm căn bản không có liếc nhìn hắn một cái, đúng thật là giày cũ vứt bỏ không thương tiếc. Loại tư thái này, loại vẻ mặt này, loại không thèm nhìn tới này làm cho bá vương bị đà kích trầm trọng, hắn không kìm nổi gào giống đó không phải là cố ý khinh thị mà chỉ là một thái độ tự nhiên nhưng lại ném hắn từ trong đỉnh bay ra như là vứt đi một phế vật rồi không thèm chú ý tới hắn nữa dưới tình không nỗi lòng chư thánh cũng đều trong mối phức tạp diệp phàm đây là cuồng ngạo sao không giống mà là chân chính không thèm để ý tới vị cửu địch này đây là một loại biểu hiện tự nhiên ai ai cũng đều biết thực lực của bá vương có thể sánh vai cùng đại đế khi trẻ tuổi đều không phải là hư ngôn nhưng Diệp Phàm lại dám như thế, điều này đủ để nói rõ một vấn đề, trong lòng hắn có tín niệm vô địch chân chính, phát ra từ trong khung, hờ hững không thèm để ý tới đối thủ. Hai đôi đại thánh cùng đình chỉ công kích, bá vương thoát vây, bọn họ không cần phải tiếp tục giao thủ, trong lúc nhất thời trong tinh không tĩnh lặng xuống. Chỉ có Diệp Phàm ở nơi đó thôi diễn pháp môn, đó là một loại quyền ý to lớn, trí cường trí cường, khí phách cái thế ngập trời, khiến tinh tú dung chuyển có được khí phách ngoài ta còn ai, chỉ có ta độc tôn. Đây là cổ thuật trí tôn của thương thiên bá huyết nhất mạch, bá quyền. Mọi người ngơ ngác dựng sờ, trong bảo tàng thần thức cuối cùng Diệp Phàm tinh luyện ra lại là loại quyền ý này, hắn muốn tinh nhiên bí thuật tối cao của đối thủ, để đi trên con đường vô địch. Bá vương điên cuồng rồi, không thể chịu được nữa. Diệp Phàm cũng không hề để ý tới, một mình ở trong vũ trụ tinh không diễn biến, thúc động nhật nguyệt tinh tú chuyển động cả tinh vực cộng minh cùng hắn. Trong mắt bá vương toát ra hai chùm tia sáng khiếp người, vừa phòng ngự vừa quát. Người khi người quá đáng. Người không cần đề phòng, giờ phút này ta chưa xem ngươi là địch thủ. Diệp Phàm bình tĩnh nói, một mình ở dưới tinh không thôi diễn cổ thuật, nói tiếp tổ tinh của thương thiên bá huyết nhất mạch có cấm địa sinh mệnh hay không năm đó trí tôn bá huyết ở trên cổ lộ đánh chết thánh thể đều tọa hóa hết rồi sao tương lai ta thực chờ mong lời này vừa nói ra tình không yên tĩnh mọi người đều như ngây dại Tinh hà sáng rực rỡ điểm điểm thần hoa diệt phàm giàn ra thân thể cánh tay ôm thần nguyệt đẩy ra vạn tinh mỗi một động tác đều làm cho quần tinh dung chuyển tràn ra một lực lượng cực lớn trong phiến tinh vực này quần hùng yên tĩnh, không có người nói chuyện, ai cũng không nghĩ tới lại là một kết quả như thế này, bá vương không ai bị nổi lại kết thúc trong ảm đạm, thật đáng thương. Bá vương hắn cường đại biết bao, ở chỗ sâu trong cổ lộ xưng tôn, cường thế quay lại đột kích, nhưng lại bị người đánh cho gần như tàn phế, ngay cả cổ thuật nắm giữ đều bị đoạt đi. Một trận chiến qua đi, kẻ địch truyền đời lĩnh ngộ cổ thuật càng thêm tự tin mà hắn lại bị ai, giận dữ, phẫn nộ, ai oán, đau thương đủ các loại cảm xúc tiêu cực đan xen nhau. Đây là một lần đả kích vô tình, làm cho trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch lần đầu tiên nếm mùi chua sót. Loại kết quả thất bại này là một lần làm cho hắn mất hết can đảm, muốn tự chấm dứt sinh mệnh mình. Nhưng khi nhìn thấy phong thái tự tin của Diệp Phàm như vậy, trong lòng hắn có một ngọn lửa cháy bùng lên, muốn cho chính mình trở nên cường đại, trở thành đệ nhất nhân vũ trụ để rửa sạch sỉ nhục thần cấm. Đó chân chính là một lĩnh vực cấm kỵ của thần, rất nhiều thiên kiêu danh chấn muôn đời mà cả đời cũng không bước chân vào được. Mật đi vòng hào quang bất bại, bá vương trở thành vật làm nền cho người khác. Lúc này ánh mắt của các cường giả từ nơi hắn rời đi, dừng ở trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn không coi ai ra gì, tự mình diễn biến cổ thuật tiên đạo, trong lòng bình thản, yên tĩnh, không có lệ khí, mất đi lòng giành thắng lợi, có chăng chỉ là tìm hiểu cùng phân tích về đạo. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có đang dừng chân trong lĩnh vực thần cấm này, hiện giờ bất kể thân thể hay là nguyên thần các thứ đều là tăng lên gấp 10, tố chất bản thân toàn diện tăng lên, hình thần no đủ. Ở trong lĩnh vực của thần ngay cả ngộ đạo đều có thể bước vào cảnh giới trình tự càng sâu xa hơn, tự ý nghĩa nào đó mà nói cũng có hiệu quả gấp 10 lần, xứng được là một loại thần tích, so với ngày thường càng có thể cảm nhận được phong phú về cái loại huyền bí mà lại huyền ảo này không phải đại đế cổ khó có thể dừng chân lâu dài trong lĩnh vực thần cấm, diệp phàm như thế nào có thể lãng phí cho được. Hắn một mình đứng sừng sững trong tinh không, mặc cho chư hùng vây xem, nhưng không có dừng tay, một lần lại một lần thôi diễn, chứng kiến đạo và con đường của chính mình. Tình huy sáng tỏ, khắp thiên địa là yên ắng tường hòa như thế, diệp phàm cô động chín cổ tử trong thái âm tiên kinh, khắc trên hư không, từng chữ từng chữ cường cáp thầu phát ra từng đợt từng đợt khí cơ trấn áp trời xanh muôn thuở. Đây là đạo của nhân hoàng hắn hiểu được, giải được rồi sau đó quay về nội tâm hòa tan trong luân hải kinh của chính mình khai sáng. Tới cuối cùng, tình khổng yên tĩnh đột nhiên chấn động mãnh liệt, từng viên tinh tú lớn như sắp rơi xuống, loái ra hào quang rực rỡ thần bí, nối tiếp cùng với Diệp Phàm Diệp Phàm dựa vào lực lượng mênh mông trong vũ trụ, khắc ra cổ văn thái âm, từng chữ trong suốt như tiên lâm thế, phát ra luân âm đại đạo tầm bổ bản thân, làm cho hắn rơi vào một loại diệu cảnh khó tả. Ở trong lĩnh vực thần cấm, đứng ở điểm cao nhất trên tinh không, hắn huy động thần tắc, phóng thích tinh khí thần căn nguyên, tín niệm vô địch kiên định, vững chắc không thể phá. Trong chốc lát là chín chữ thái âm, trong chốc lát là bí quyết chữ giả, trong chốc lát là bá quyền khí nuốt núi sông, duy nhất chỉ có ta độc tôn, hắn đắm chìm chính mình trong ý chí đó. Trong lúc nhất thời, phong lôi mãnh liệt, cường khí màu vàng bắt đầu khởi động. Đây là hắn đang giãn ra thân thể, khí chứng được đạo quả cùng với đủ loại dị tượng. Bá vương kêu to một tiếng, hóa thành một luồng hào quang tím nhằm về phía phương xa. Ở lại địa phương này mỗi một giây hắn đều cảm thấy như có vạn thanh đao cắt ra xé thịt. Thành thứ 50 nhân tộc trở thành địa phương ô nhục của hắn, vốn hắn muốn tiếp bước huy hoàng chiếu dọi chiến tích của tổ tiên, nhưng oái oam thay kết quả lại là một hồi bi kịch thân thể thích thiên không nhích chân, chỉ vươn ra một bàn tay to, trong nháy mắt xẹt qua không gian vô tận, như là có thể bao phủ khắp vũ trụ, chụp lấy bá vương từ chỗ sâu trong tinh vực kéo trở về. Bên kia, hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thương Lan Đại Thánh lên tiếng. Bại một lần thì có sao chứ, không có vực sâu, làm sao có sườn núi cao, không tính thần cấm, người không dưới bất kỳ một vị trí tôn trẻ tuổi nào, con đường của ngươi, đạo của ngươi, cần chính mình đi phá mọi người nghe vậy thở dài bá vương từng tuyệt thế nhưng lại rơi xuống cảnh này cần có người giảng đạo tỉnh lại dị khí trọng tố đạo tâm của mình so với trước kia mà nói thật rất đáng thương diệp phàm ngăn cách cùng ngoại giới không chú ý gì khác không thèm để ý tới bá vương rời đi hay không hắn chìm sâu vào trong dị cảnh ngộ đạo cũng không màng tới đi lên chào hỏi thanh hoàng đạo nhân trong tinh không tiếng bàn tán nổi lên bốn phía một trận chiến này xem như kết thúc ngày nay chỉ còn lại có một người ở nơi đó ngộ pháp trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người một trận chiến này định yên địa vị của diệp phàm trên cổ lộ ở thành thứ năm nhân tộc này chính thức quật khởi biểu hiệu trên đường đế lại có thêm một vị trí tôn trẻ tuổi đến đây không hề nghi ngờ ảnh hưởng của hắn đà lan tràn cực kỳ rộng khắp trên con đường phía trước bất kỳ một vị có trí trên đế lộ đều sẽ bắt đầu chú ý tới hắn đồng thời thêm đề phòng nghiêm ngặt ầm ừ. xa xa vang lên tiếng vó ngựa, một đôi địch thủ khác đánh giết trở về, lòng mã chạy như điên, tử kỳ lân vào giống đuổi theo phía sau. Một đám người giật mình ngạc nhiên, đôi tổ hợp này phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng với trận chiến mới vừa chấm dứt, liên tục vang lên tiếng quát tháo, một mảnh hỗn loạn, không thành trương pháp gì cả. Sát A à. Lòng mã kêu to, nhưng lại đang chạy trốn, một chốc cũng không dừng lại. Quả thật khiến người ta có điểm không rõ vì sao, một đám người đều sơ đầu khó hiểu. Tử kỳ lân sắc mặt âm trầm, theo đuổi không bỏ, nói. Người hô to gọi nhỏ làm chi, có dám chiến một trận không? Lòng mã vẻ mặt ngạo nghễ, nói. Có gì không dám, bổn tọa nhất định xưng tôn thiên hạ, tất nhiên phải chứng đạo, sao lại e ngại ngươi chỉ là một con màn thú? Vậy chiến đi. Tử kỳ lân nói với giọng lạnh căm căm. Được. Lòng mã đáp, rồi giống như vừa rồi, trong miệng hô sát, nhưng hai chân sau không ngừng tăng nhanh tốc độ trở thành một luồng ngọn lửa hừng hực tử kỳ lân cực kỳ phẫn nộ cả giận nói nếu đã muốn chiến vì sao phải chạy trốn Lòng mã nghiêm trang nói bổn tọa đang giao chiến cùng ngươi đấy nói hưu nói vượn tử kỳ lân phát cáo. đây là đại chiến tốc độ bổn tọa đang lực áp ngươi thực rõ ràng ngươi không địch lại ta đã chiến thắng ngươi rồi lòng mã nghĩa chính lời ngay nói. Không riêng gì kỳ lân máu tím bốc hỏa, phẫn nộ đến muốn đạp chết nó, mà chính chư hùng cũng đều hết biết. Còn lòng mã này ra mặt cũng quá rời đi, rõ ràng cảnh giới không bằng không dám chiến một trận, lại còn nghiêm trang nói chính mình thắng, lực áp địch thủ. Mà lại còn làm cho người ta không thể chịu đựng được là, nó còn làm ra một bộ dáng ngạo nghễ quả thực không thể hiểu nổi, cảm giác về sự ưu việt cường đại tràn ngập tự tin của nó là từ đâu mà có, hẳn không phải là miễn cưỡng nói ra một cái lý do như vậy để tự tin chạy trốn chứ. Người còn có một chút uy nghiêm của cường giả nào không, không chiến mà chạy, thật đáng xấu hổ. Tử kỳ lân quát lớn, gặp phải một đối thủ cực phẩm như vậy, thật sự là khiến nó bốc hòa sung thiên. Uy nghiêm của cường giả, cái đó dùng để làm gì? Lòng mã hai chân sau chấm đất, đứng thẳng thân mình chạy như bay, cười nhạo tử kỳ lân chạy bốn chân mà không theo kịp nó. Tử kỳ lân không nói hai lời, dậm chân nứt vỡ vòng trời, cố sức đuổi theo, nó hận con lòng mã thấu cái đầu to của nó, muốn một chân đá chết nó. Lòng mã trong lòng rất bình tĩnh, nó là thành thú, mà đối thủ lại là thành thú vương, có tranh lệch không thể vượt qua, nó có ngu mới đi quyết đấu để tự tìm đường chết. Cái gì tôn nghiêm cường giả, đúng theo như lời nó nói, cái đó thì có dùng để làm gì chứ? Mau mau nhận thua đi, ngươi đã bị đánh bại. Nếu tiếp tục mặt dày mày dạn, đừng trách ta ra tay vô tình. Lòng mã phát ra lời nói nghiêm chỉnh, khiến chư thánh đang xem cuộc chiến đều hết biết nói gì. Ở trong đầu tử kỳ lân xem ra, đây là thánh thú vô sỉ nhất nó từng gặp, cuồng phí có huyết thống cao quý như vậy, mà lại không có nhân phẩm chút nào. Nếu tiếp tục không có chừng mực, ta liền giết ngươi, ta một mình đánh mười tên như ngươi cũng không sao. Lòng mã uy hiếp nói. Ngươi tới thử xem. Tử kỳ lân nóng tính nổi giận, gặp phải cực phẩm như vậy, thật sự là đau răng mà. Đáng tiếc không có mười ngươi, không bằng mười ta đánh một mình ngươi là được. Lòng mã vô sỉ nói, rồi sau đó hướng về phía phương xa kêu lớn. Các đạo hữu cùng tiến lên, diệt nó. Cửu vĩ ngạc long, hoàng kim sứ tử, thiên hạt. Cả đám 12 thánh giả ngay vậy, phần phật một tiếng, trong nháy mắt liền xông tới, nhưng không hề liều mạng cận chiến, mà đều tế ra đủ các loại cấm khí, thần quang mạnh liệt, pháp khí nổ tung, tiến hành oanh sát cự ly xa. Này! Thanh hoàng đạo nhân thật sự nhìn không được quát nhẹ một tiếng, đạo âm như sấm, chấn cho một đám kẻ hỗn chiến thối lui ra hai bên. Thích thiên, thường lan cũng đều là khoái miệng khẽ giật giật, nếu thanh hoàng đạo nhân không ra tay, ngay cả bọn họ đều có ý muốn ra tay. Thanh Hoàng Lão đạo tiến lên, nghiêm túc cảnh cáo cho bọn họ dừng lại căn qua. Ngay cả đại thánh đều nhìn không được, có thể nghĩ mà biết một trận chiến này tệ đến cỡ nào, chứ thánh từng người đều thực không nói nên lời. Mới không lâu diệp phàm cùng bá vương chiến một trận thảm thiết biết bao, vạn lần không nghĩ tới hai đầu thú tôn quyết đấu lại vô cùng thê thảm kiểu như vậy. ầm, ừ. trong vũ trụ truyền đến một tiếng nổ. Diệp Phàm từ trong trình tự ngộ đạo rời khỏi, tu một quyền đánh nứt thiên địa, toàn thân chiến khí mênh mông, khiến mọi người đều kinh sợ. Đến tận đây, trận chiến giữa thánh thể cùng bá thể ở thành thứ 50 nhân tộc hoàn toàn hạ xuống màn tre, chư hùng truyền tin tức đi khắp cổ lộ, đưa tới phương xa. Một ngày này, trên tinh không cổ lộ chấn động mãnh liệt, thập phương đều nghe tới danh của thánh thể đánh bại trí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch, tên của Diệp Phàm chấn động cổ lộ. Đây là một hồi gió lốc, bị mọi người coi như là một con thần hổ đột kích tới, quấy lên vô tận phong vân, tràn ngập biến số, dùng cường thể uy hiếp mấy vị thiên kiêu một phương ở phía trước. tự ý nghĩa nào đó mà nói, kết cục trên cổ lộ nhân tộc chấp nhận thay đổi này, lại một vị trí tôn trẻ tuổi quật khởi, hùng thị thập phương, nhiều thêm một người cạnh tranh trên đế vị tối cao. Thành thứ 50 nhân tộc, Diệp Phàm gặp lại huynh muội nam yêu, có rất nhiều lời nói với nhau, nói chuyện chính là mấy cảnh giờ nam yêu phong thái vẫn như cũ, cơ thể màu đồng cổ, con người sâu sắc như là một con chân long ngủ đông, hóa thành hình người, quanh quẩn một chỗ ở nhân gian, sâu không lường được. Tê họa thủy thuyết tha động lòng người, tóc đen tung bay, da thịt trắng mịn, ánh mắt trong sáng, thiếu một loại điêu hoa, nhiều hơn một loại có linh khí. Môi đỏ mọng hàm răng trắng tinh ống ánh, đây là một gia nhân tuyệt đại, một nụ cười nghiêng thành đổ nước. Cái đẹp của nàng là không thể nghi ngờ, ngày xưa nàng từng có chút ân oán với Diệp Phàm, từ biệt mấy chục năm nay gặp lại, chuyện cũ trước kia đều nhìn nhau cười một cái là xong. Ta từng gặp Trung Hoàng, nhìn thấy Diêu Quang Thánh Tử, nhìn thấy Giác Hữu Tình, cùng từng nhìn thấy huynh muội cơ ra đuổi theo một cỗ quan tài thần linh cổ vượt qua tinh vực. Nam yêu báo cho biết, kể lại hắn từng gặp mặt từng nhìn thấy cố nhân đến từ táng đế tinh. Này, mới vừa đại chiến xong với trí tôn trẻ tuổi bá vương, người suy nghĩ cái gì vậy, sao phát ngẩn người ra thế? Tê họa thủy rượu cợt, bàn tay mềm trắng như ngọc cua cua ở trước mắt Diệp Phàm. Ta nhất thời xuất thần là từ biệt nhiều cố nhân nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại trên cổ lộ sao? Diệp Phàm có chút cảm khái nói. Có một vài người, người có thể vĩnh viễn không gặp được. Nam yêu lắc đầu, ngay cả tề họa thủy nghe vậy đều thu hồi vẻ vui cười. Đã xảy ra chuyện gì? giác cứu tình có thể chết trận. Nam yêu thở dài nói, đây là cường giả ngày xưa từng cùng hắn nổi danh ở Tây Mạc, được tôn xưng là Tây Bồ Tát. Diệp Phàm ngẩn ra, còn nhớ rõ tình cảnh ở Trung Châu, từng cùng nữ nhân này cùng với lão mù sông vào tiên phủ thế giới, nàng áo trắng như tuyết, siêu trần thoát tục. Bị người nào giết chết một người tên là Kim Thiền Tử là một nhà sư trẻ tuổi, pháp lực cường đại tuyệt thế, cực kỳ khủng bố, có thể đứng trong hàng ngũ trí tôn trẻ tuổi. Nam yêu trịnh trọng nói. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, như thế nào lại xuất hiện một cái tên này, đây là một tồn tại hư vô không nên xuất hiện mới đúng. Nam yêu kế tiếp nói ra khiến trong lòng hắn lại nhảy rộn một trận. Nghe nói sư tôn của hắn là thích giả man nghi. Kim Thiền Tử tuổi cũng không lớn lắm, nhưng Tu Vi cũng đã đang phong tạo cực, Giá Hữu Tình chính là thua ở trong tay hắn. Tuy nhiên cũng có người nói, Giá Hữu Tình chưa chết là tự nguyện theo hắn rời đi. Kim Thiền Tử là một người vốn không nên xuất hiện, vì sao hiện thân trên cổ lộ này, Diệp Phàm cảm thấy có chút khó tin, suy nghĩ đến xuất thần. Hắn bao nhiêu tuổi? Nhiều nhất là vài trăm tuổi. Nằm yêu ngồi trên ghế đá, oai hùng cao ngất, tóc đen tung bay, thần sắc trịnh trọng, đối với Kim Thiền Tử thực kiên kỵ. Diệp Phàm suy nghĩ, người này vốn là hư vô, không còn tồn tại ở hậu thế mới đúng, vì sao thật sự xuất hiện, hắn trong mối suy nghĩ không sao hiểu được. Kim Thiền Tử là kiếp trước của đường Tam Tạng, đây là trong cách nói của Tây Du Ký, nhưng trong Phật môn chính thống cũng không có ghi lại như vậy, là chuyện bịa đặt mà thôi. Nhưng ngày nay Kim Thiền Tử lại xuất hiện, thật sự là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, pháp lực vô biên, ngay cả giác hữu tình tài năng tuyệt thế đều không phải đối thủ của hắn, đến nay sống chết không rõ. Kim Thiên tử trên cổ lộ nhân tộc chỉ có vài trăm tuổi, nhưng Pháp Sư Huyền Trang chân chính lại là cổ nhân 1.500 năm về trước, nếu như gượng ép ghép hai người làm một rõ ràng không hợp lý. Diệp Phàm cân nhắc thật lâu, xuất thần một trận, trên cổ lộ thật sự rất phức tạp, làm cho trong lòng hắn tràn ngập mờ mịt. Còn có tin tức gì thêm về hắn không? Nam yêu lắc lắc đầu, nói hòa thượng trẻ tuổi này rất thần bí, luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Kim Thiền Tử tuy rằng xuất hiện trên cổ lộ nhân tộc, nhưng cũng không phải đi tới hướng trung điểm, hắn là giang truy tìm bước chân sư phụ thích ca mẫu ni của hắn. Diệp Phàm trong lòng run lên, nói. Tin tức của thích giả mani trên cổ lộ có truyền thuyết về hắn sao? Nam Yêu nói chưa từng nghe nói tới chỉ là khi kim thiền tử tìm hiểu hỏi người ta tiết lộ một ít tin thôi nghe nói sư phụ hắn đã biến mất trên cổ lộ từ lâu ngay cả hắn cũng không thể gặp được diệp phàm cực kỳ để ý đối với thích ca mô ni đây là một vị cổ nhân có đại trí tuệ cường đại tuyệt thế một đường tiến vào tinh không cuối cùng lại không biết tung tích ngày nay không ngờ lại có một chút tin tức khiến hắn hết sức chú ý ngay cả kim thiền tử đều nhảy ra làm trong lòng hắn không yên tĩnh Thích Cà Mâu Ni dọc theo cổ lộ đi tới trước, đến tột cùng là muốn đi đâu. Diệp Phàm tự nói, trong lòng bốn bề sóng dậy. Nam Yêu nói. Cổ lộ nhân tộc không có điểm cuối, Kim Thiện Tử là vượt tinh vực mà tới, thân ảnh từng xuất hiện ở các tinh lộ thần tộc, nhân tộc, yêu tộc, để tìm kiếm nơi hại lạc của sư phụ hắn. Thị Cà Mâu Ni đã biến mất một đoạn năm tháng rất dài, không có người nào biết tung tích nếu không có kim thiền tử xuất thế, mọi người cũng không biết được hắn từng tới đây. Về Thích Ca Mâu Ni có không hề ít bí tân là cấm kỵ của Phật Môn Tây Mạc, bị xem là sát ma của A Di Đà Phật, hơn 2.000 năm trước hắn từng chiến một trận ở Tu Di Sơn. Nam yêu đạt tới cấp bậc này tự nhiên có thể hiểu biết một ít. Diệp Huynh có muốn đi vào cổ lộ yêu tộc cùng chúng ta không? Nam yêu hỏi. Diệp Phạm lắc đầu, mặc dù trên cổ lộ nhân tộc tràn ngập trong gai, phía trước có thể có rất nhiều phiền toái lớn, nhưng hắn cũng không muốn rời đi. Huynh muội cơ gia, bằng bác đều ở phía trước, hắn còn phải đi gặp lại, nhất là phải mau chóng giải cứu bằng bác ra khỏi tòa phần mộ đại đế kia. Lời nói của ta trước kia vẫn như trước hữu hiệu, tương lai gặp nhau trên đế lộ, nếu người bị đánh bại ta để mặc cho ngươi rời đi nam Yếu nói trong con ngươi loái sáng có một loại khí thế đứng trên thiên hạ diệp phàm cười to gật gật đầu đáp lại thật nếu có gặp nhau sẽ không lưu tình nhưng cuối cùng sẽ lưu cho hắn một mạng tê họa thủy khinh thường biếu môi nói ôi thật đúng là hai tên ngốc có cái gì tốt mà tranh giành kết quả còn không phải là bại trước năm tháng cả hai đều là kẻ thất bại dáng người nàng cao gầy hai chân thon dài vòng eo dịu dàng cơ thể trắng mịn như ngọc, mái tóc mềm mại, đôi mắt sáng như nước, cặp môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp, hàm răng trắng tinh, xứng được với tuyệt đại gia nhân. Ở trên cổ lộ, người có thể không chút quan tâm giống như nàng không nhiều. Lắm, phàm là bước trên con đường này người nào không phải tâm tồn ý chí chiến đấu, một đường tranh hùng. Diệp phàm nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy nàng nói có chút đạo lý, một đường chinh chiến quay đầu nhìn lại có thể cùng không phải là kết quả mong muốn. Thế nhưng trăm tàu tranh chạy, quần hùng cạnh tranh, không tiến thì lui, ngày nay đã không có lựa chọn khác. Nói về tiên thì rất xa xôi, trước mắt quật khởi trên cổ lộ, cường đại bản thân mình, không ngừng đến gần về phía đế vị mới là thực tế. Cạn một chén rượu tiễn bằng hữu đi xa, yêu lộ không có cố nhân. Tình huy loài sáng, Diệp phàm đứng ở ngoài thành thứ 50 nhân tộc, nâng chén tiễn đưa huynh muội nam yêu. Gặp lại trên con đường thành tiên nam yêu cầm trong tay cốc bạc, cuống một hơi cạn sạch, rồi mang theo muội muội vượt ngang trời mà đi. Cùng chỉ có nam nhân như vậy mới dám nói như thế, muốn vào tiên vực phải cần một loại khí phách lớn, trong thiên hạ có mấy người có thể cạnh tranh. Trên tinh hà, một cổ yêu nhau mắt bắn ra từng đợt từng đợt tinh quang, nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía thành thứ 50 nhân tộc, truyền âm nói với Diệp Phàm Tiểu hữu, đi yêu lộ một chuyến, thế nào? sẽ có va chạm, yêu tộc còn chưa đi. Trong thành một thanh âm già nua đáp lời thay Diệp Phàm, tình huy buông xuống như thác nước bạc ngăn cách phía trước. Hừ! Cổ yêu xoay người, mang theo huynh muội nam yêu biến mất trong vũ trụ lạnh băng. Diệp Phàm trở về thành, trên đường phố cổ xưa lót đá, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy hắn đều lộ ra dị sắc. Diệp Phàm chiến một trận chấn động tứ phương, đánh cho bá vương đẫm máu suýt chết, khuất phục chư hùng ở chư Thánh xem ra, người này rất có thể sẽ là người cạnh tranh có lực nhất trên cổ lộ nhân tộc, hắn quật khởi đã không thể ngăn cản. Diệp Phàm đi gặp tiếp dẫn sứ triệu công nghĩa, trịnh trọng đòi hỏi thần quang thai, hắn không muốn phải đi tiếp từng bước, thời gian cấp bách phải cứu thoát bằng bác. Thật sự không có dư giả, loại thần vật này không có mấy tòa. Triệu công nghĩa xoa xoa tay, về mặt khó xử nói chiến đấu kịch liệt cùng thánh linh hai năm hẳn là ta nên được ban thưởng tiếp dẫn sứ đại nhân ngài hẳn không muốn ta kéo dài bốn ngàn năm chứ diệp phàm thúc giục kỳ thật cho ngươi đi tới chỗ sâu trong tinh không quá sớm đối với ngươi cũng không tốt ngàn vạn lần phải thận trọng triệu công nghĩa trịnh trọng nói ta chỉ muốn đi cứu một bằng hữu cũng không muốn va chạm cùng những người khác diệp phàm đáp À, vậy được rồi tiếp dẫn sứ triệu công nghĩa gật gật đầu, rốt cục đáp ứng giao thần quang thai cho Diệp Phàm. Tình hà rực rỡ, thành thứ 50 nhân tộc treo giữa vũ trụ, từng đạo hào quang bạc lượn lờ, thoạt nhìn thần thánh mà tường hòa. Thành thể sắp rời đi, tin tức này truyền ra làm cho tất cả thí luyện giả đều thờ vào một hơi nhẹ non, có cảm giác như chút được cánh nặng. Một trận chiến trên tinh không vượt qua ảnh hưởng quá lớn, Diệp Phàm giống như một ngọn núi lớn ép xuống tòa thành này, làm cho người đi lên cổ lộ đều cảm giác có một cổ áp lực đầy nặng. Từ xưa tới nay, đã có rất nhiều người nhận rõ tình thế, sớm buông bỏ đế lộ, chẳng qua chỉ yêu cầu được nâng cao một bước, tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Nếu như cùng đi một đường với nam nhân như một mặt trời ban trưa, như một thần ma như vậy, thì thật đúng là một loại tra tấn khó chịu đựng, ai cũng không muốn sư phụ thúc thúc thật sự phải đi hay sao, mang theo Hi Nhi cùng tiến lên cổ lộ được không? Dưới tình không, Dương Hi ôm lấy chân Diệp Phàm không buông tay, ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to, vô cùng đáng thương nói. Người ở lại đây tu luyện cho tốt đi, tương lai chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, sơ sơ đầu hắn, lộ ra vẻ cưng chiều an ủi. Tương lai là khi nào, có lâu lắm không? tiểu phá hài chớp đôi mắt trong mong nhìn hắn, trong mắt nước mắt đảo. Sẽ không lâu lắm đâu, chỉ cần ngươi đủ mạnh, có thể bằng vào bản thân mình vượt qua tinh không, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Diệp Phàm an ủi, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Khi nhi sẽ rất cường đại giống như sư phụ thúc thúc, sẽ đánh bại người của thương thiên bá huyết nhất mạch, trấn áp tất cả địch nhân. Dương Hy nắm chặt nắm tay nhỏ, còn thật sự nói. Diệp Phàm nỡ nụ cười, nói mà một chút trở nên cường đại đi, nói không chừng có một ngày thật sự cần ngươi cùng ta sóng vai chiến đấu đấy. Nhật định Tiểu phá hài tuy rằng nói như vậy, nhưng khi chia tay vẫn là méo miệng khóc, mà còn rất thương tâm. Nó không ngừng quẹt nước mắt, dùng sức phất phất tay, gào khóc. Đi thôi. Diệp phàm mã đặt tinh không mà đi, mang theo 12 thánh giả rời thành thứ 50 nhân tộc. Bọn họ đi vào trong tinh không, tới trước di trận của thiên đình cổ dừng lại mấy ngày, Diệp Phàm còn thật sự điều nghiên xem xét, cuối cùng lại mạnh mẽ lấy đi vài tòa pháp trận. Thần quang thay loái sáng, văn lạc loang lổ trên mặt tràn ra từng đợt từng đợt tiên huy, Diệp Phàm bọn họ hóa thành một màn hào quang hừng hực rồi biến mất tại chỗ, tốc hành chuyển tới chỗ sâu trong tinh không. Này, thánh thể sắp đến đây rồi, sắp tiến lên cổ lộ phía trước. Đúng vậy, nghe nói mấy ngày trước đã vượt qua tinh không, hẳn là đã đến rồi mới đúng, như thế nào còn không thấy bóng dáng hắn lần này náo nhiệt rồi đây, các trí tôn trẻ tuổi phía trước nếu như biết hắn tới đây, các ngươi nói xem có thể sẽ quay đầu lại, chiến một trận với hắn hay không. Nhiều ngày nay trên cổ lộ phía trước là một mảnh ồn ào, thành thể sắp tới, vượt qua mấy chục thành trước thời hạn sắp tới đây, trở thành tiêu điểm bàn tán sôi nổi của mọi người. Tình phế thành, có rất nhiều mảnh nhỏ tinh tú, là nơi mai táng tinh tú, như là một khu phế tích bị vứt bỏ. Tinh Phế Thành như cái tên của nó, có từng khối từng khối đại lục trôi nổi, phần lớn đều thiếu sinh cơ, ở trong vũ trụ u tối có vẻ thực không tầm thường. Đây là một tinh vực cổ xưa rộng lớn vô ngần mà lại tràn ngập sắc thái thần bí. Nhiều năm qua như vậy dẫn tới tu sĩ thập phương tụ tập chạy tới nơi này. Trong Tinh Phế Thành có lăng tẩm của đại đế cổ, phàm là tu sĩ ai cũng muốn thu được may mắn ở nơi này. Người tới ta đi cùng không biết có bao nhiêu người vãi máu, mai táng xương cốt ở nơi vực ngoại này. Trong đó có mười mấy đại lục nổi danh nhất, nhiều năm qua trí tôn trẻ tuổi kẻ đến người đi, nhiều lần xâm nhập muốn mở ra trong đó để chứng thật bí ẩn của đại đế. Phế Thành ở giữa mười mấy khối đại lục là trung tâm của cả tinh vực, khoảng cách giữa các khối đại lục cổ cũng không xa lắm. Trong tinh không rất yên tĩnh, nhưng tòa thành trì này vẫn luôn náo nhiệt, cho tới lúc này cũng có không hề ít cường giả, nhiều năm qua đã xảy ra rất nhiều trận đại chiến kinh tâm động phách một ngày này ngoài thành xuất hiện từng đợt từng đợt chấn động vũ trụ tinh không bị xây rách một tòa thần thai tản ra hào quang trói mắt từ trong hư vô bay ra ở trên đó có một nam nhân thần sắc bình thản sau lưng hắn là một đám thánh giả có là cổ thú có là dị tộc tất cả đều vô cùng cường đại kiệt ngạo không thiện ý bắt đầu khởi động từng cổ huyết khí ngập trời tới rồi chính là phiến tinh vực này nơi này hẳn là phế thành trong truyền thuyết diệp phàm tới rồi thân mặc áo xanh đạp trên tinh huy nhìn về phía cổ thành trôi nổi trong vũ trụ phía trước ô người kia là ai không ngờ không phải từ trong pháp trận tế đàn đi ra có thể tự hành vượt qua tinh vực này hẳn không phải là thánh thể mọi người đều đang bàn tán đã đến đây rồi chứ tính theo thời gian cũng đến lúc xuất hiện rồi hai vị tu sĩ từ vực ngoại trở về, đang định đi vào cổ thành, vừa lúc nhìn thấy một hàng đám người diệp phàm, lập tức mờ to hai mắt. Bọn họ có dự cảm tinh phế thành sắp sửa nhiệt náo rồi đây, một nhân vật tràn ngập tranh luận, tiềm lực cực độ đáng sợ xuất hiện, hơn phân nửa sẽ dẫn tới sóng to gió lớn.